Rồi mở đầu video, xin chào quý bà cô bác anh chị và các bạn đang xem bên kênh Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay nhà mình ăn món gì mà có bí có gà giống như làm đồ ăn cho mèo em à. Giống ăn cho mèo thiệt luôn. Ba ngày nay gà nguyên con này nha. Gà kia thịt nạc không à. Hôm nay tâm liền không làm vườn, chuyển qua làm bếp. Cái này mình trong đây có một muỗng tương ớt nè, một muỗng sa tế, hai muỗng nước mắm, tỏi, hành tím, băm, còn gừng này một xíu để mình xào riêng, bột ngọt, sao mày bột ngọt không mày, một muỗng bột ngọt. Muỗng đường, nó có tiêu xanh, để cho nó tan đường tan gia vị thì không thể ướp luôn gà. Rau đồ hầm đồ lạnh còn phải không mà? Quá trời luôn. Rồi mà moi ra đồ lạnh ra ăn món này tiếp. Gà bao đẹp luôn. Nhìn hấp dẫn liền. Khoảng tầm nửa tiếng nó thấm vô để nấu liền nó chưa thấm rồi. Gà trống tối em nhìn sao biết gà trống không biết em là biết nè. Hai cái trái cà nè, ngọc kê. Mày ăn quá trời rồi. Ai mà đua hỏi mày nữa. Cao bằng anh luôn. Cao hơn chứ bằng cái gì. Nó mà chẳng lên là nó cao hơn anh luôn. Bạn gà ra chưa ăn nữa là nó ăn trước rồi đó. Ngay từ từ chậm luôn trong cho ta đi. Nóng 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 nóng. Trời nuốt chậm rồi. Nóng quá nuốt chậm luôn rồi. Nuốt chậm cái thằng cổ luôn á. Ngay. Trời mất cổ hết trơn. Sủa ngay nghe chơi sủa sủa ừ vẫn còn ấy cái giò quèo 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 đó. Hồi đợt con gấu mà bị nằm thả lai mà thấy thằng đạo vô rồi cũng sủa 2-3 tiếng đó. Nấu canh không tại vì mình có hai món thịt rồi mẹ. Ừ thì đó là vậy. Mỗi lần lâu lâu vô bếp cái là nghe mùi thơm à.
mùi lông tay vô vậy? Thường là không có nghe. Biết sao không? Nó trụi hết thì đâu có đâu mà trái nữa. Lâu lâu chỉ lâu vô cái lông nó ra rồi đó. Nó phức luôn. Lầu nắp luôn. Rồi chụm vô ghiêu. Mới đó ta tắt cái gột đó cái ấy là chân. À. Đạt thịt. Thấy không? Con vô bếp cái là một xíu rồi có ăn rồi. Vậy ha. Còn gì đâu mà con ra vườn không đây nấu gì mà từ đâm heo cho tới heo lớn. Đâm nhiều cũng chuyện con. Bây giờ làm ít cũng chuyện. Có nhiều đó à. Tại mẹ làm mẹ không sắp xếp. Phải không? Trời ơi. Bình thường nè, bữa nay mà con không có con là mẹ lạc cao hết xong rồi mới đầu mới đi qua nấu cái này. Không, người còn... lạc người làm. Vậy mà cũng ấy, còn bây giờ là làm cái này xong lên rồi, rồi giờ đi lấy rau, rau ra lạc rồi là tới nay chính là có rau ăn luôn. Đi sẵn rau đi đang lạc. Mà mới phải sắp xếp rồi thứ tự ra. Ừ, giỏi mà. Dữ vậy sao? Tấn mà. Ngày hôm mình qua, đi theo tour nào thì nó làm gì? Ngày hôm qua nói mình ở nhà sao mình vô mình thấy nắng có sao luôn mà sao mình đi ngã bữa hổm sao không cây cối nhóc hết trơn chết bao sao mình đi gì vậy mà vui mà hơi đó mẹ mát cây cối rồi không nhóc mệt á. Ừ. Vui có mẹ chơi đang lăn với mệt. Ừ trời ơi có quay có lấy đó không vậy? Có. Trời ơi quên nó dặn nó người ta cười chết nó già mà. Dạ mà còn ham hốt ham vui nó vậy thiệt chưa cho biết mẹ lăn mẹ ấy mẹ mà mẹ tính này. Mẹ lăn đặt mấy cái này nhìn dưới đây nha mẹ lăn không nổi đâu tính mẹ thấy tính lăn là tính nhảy cái tưng lên không nhảy cái tưng lên mới nổi còn mẹ mẹ đứng nhảy thẳng lên luôn à nhìn ngã cái ạp nè coi kỹ mấy này nè bỏ nha ăn vô mấy cái rửa nó không có sạch được hồi rửa nước muối ăn hồi vậy nước muối rửa ăn đó mấy này vàng hết này bỏ lấy cái xanh lấy cái xanh ăn ngang ngắt lại ăn gì đó một rổ rau luôn để là ngày lâu lắm mà cả tháng trời rồi đó nhập á chợ là dễ hư hết rồi úng luôn dưa leo mua thì rẻ trồng thì khó nhỏ ha cà cũng vậy nữa mấy ngàn ký à để riêng sao để chung vậy để này riêng ra bên ngồi cơm này ngồi thịt kho ngồi canh nữa cái này em biết em muốn sao cho nó sậm màu lại không cho đường hơi nhiều à cho đường thêm ha cái nó rút mà, vô ha nó khi mà nó kẹo lại á nó sẽ thành màu caramel á cái này mình cho đường ít chỉ là hột gà cái đường nhiều quá hỏng rồi ngay à như vậy là màu đẹp rồi nè mê mờ em mê nói là gà hấp nước mắm như thật ra nó không có thơm nước mắm thế dạ? Nó thơm mùi xả mùi gừng vậy gọi là gà hấp ngũ vị tiêu xả gừng hành tỏi phải vậy ngũ vị chứ không có nói là nước mắm
Nước mắm là ra cự đó. Ủa em tưởng anh để nguyên con lên luôn chứ anh. Để sao con cho em ăn. Mình để nguyên con xuống rồi mình lên bàn mình xé. Trời ơi, gánh nữa. Vàng ươm ngon dạ, chưa cả nhà ơi. Xé này đó. Vậy là cầm uống cái đùi ăn. Chấm muối nha. Này mình ăn muối tiêu đi. Thường này mình ăn với muối ớt sữa. Đứng nào đấy. Vậy là biết không đứng rồi. Nấu cái này mà gà còn nín nữa mà. Nín sao ạ? Cái gà này gà gì vậy? Ngon. Đấy chưa. Thơm ghê luôn. Là thịt mới này mẹ. Ngon, thơm. Đầy một năm luôn. Rồi mai cả nhà cùng thưởng thức buổi trưa với ba mẹ con nha. Nay gia đình mình ăn sương sương như đây thôi. Rồi mai cả nhà dùng cơm gia đình mình. Ăn con gà với con heo. Sương sương thôi. Sương mềm không? À cái mẹ nè. Màu đẹp à. Muối tiêu. Anh biết sao nàng muối tiêu không? Cho nó thưởng thức trọn vị mắm nhỉ à. Đói bụng quá là biến làm muối ớt. Gà nóng quá thì bị đỡ miệng không? Gà ngọt quá. Thơm. Đúng quá. Cái này cái biết gì không? Cánh. Cái cánh cho cánh. Làm sao gớt cái răng nữa nha. Chuẩn bị đi đám cưới rồi. Chuẩn bị đi đưa dâu. Không dám nhai. Ăn trước nữa. Ngay trong nhà nhai trước. Trong bị ai? Chám lại em hư con. Nó bị sưng nú hay sao mẹ? Chắc bị lợi đổi quá trời thịt định gì bị đổi đi ra mài lại mới được. Mày sao mày nói mài mà không mài rồi mà mài bữa hổm rồi cái ngày hôm qua đó tính không mài cái sao bây giờ ăn thấy nó trời trời lại nó cộm thì phải mài lại gặn mẹ rồi đã khó chịu sao ăn được. Mài lại để đi chơi cho thoải mái. Ăn này ăn kia. Dùng lại đi. Ủa rồi chưa? Món này nè. Rồi.
Hồi nãy giỏ mà làm bữa trước giỏ. Bữa nhậu á. Món này hả? Bà cũng có. Hình như đã đến giỏ nội hay gì á. Nhà già nhà còn. Nó cật sao nó tra ra như cục tỏi luôn. Thôi. Nãy đâu thấy sao mà nấu lên cho mới thấy. Chứ làm sao? Chắc mà để vô không thấy. Bởi em mới tưởng cái ngọc kê nãy em thui vậy. Chuẩn bị mưa rồi đó. Ừ, sắp rồi. Mưa đầu mùa, mưa rất là dễ bệnh đó. Có nhớ mưa thiệt lớn. Mưa đồng mùa là cái bự. Biết sao không? Hơi đất nó lên á. Người nghĩ cái hơi đất lên á. Chim trái gió trở trời đang nắng mà mưa. Chấm cái muối tiêu này cũng ngon. Ừ, rồi chấm muối tiêu là đơn giản. Ừ. Đừng coi gì. Hôm nay ăn giống như bé ba. Bí gà. Hai đứa ngủ rồi. Giờ này trốn nắng. Bé ba đang đi chơi mà. Đó. Mình chơi bài đó. Miệng lỡ hả? Thả không ra. Nóng á. Nóng ít nước cái gì? Uống ba thuốc á, nóng uống nước nhiều vô. Nóng vô tử mà, nóng. Ở đây là bốn cái bồn nhỏ tính sửa thành hai cái bồn dài luôn rồi. Anh trồng cái gì anh? Củ cà gót dền, củ cải trắng. Ủa, anh không làm đất nó dày dày sao nó lên củ được anh? Ở dưới. Đất ở dưới là đất mà. Nhưng mà dày lắm một khúc luôn phải không? Hả? Ý là anh có bới nó lên rồi phải không? Một khúc sâu phải không? Hiện tại thì nhà mình vẫn còn bán các loại hạt nha cả nhà. Nay thèm quá nên là hai vợ chồng mình khui một hộp ra ăn. Em khui chứ nó mới khui à. Nhưng mà em xin anh, các anh cũng kêu anh ăn nha. Mình khoái cái loại hạnh nhân đang bơ này lắm nè. Cái
Không, vậy là nhà mình chỉ còn bán mấy loại hạt thôi, còn măng khô thì chưa tới mùa á. Ăn miếng nè. Măng khô thì phải đợi tới mùa mới có nữa. Đợi vài tháng nữa. Tới mùa mưa chưa chắc có nữa anh. Tại dạ? Mưa sao phơi được. Rồi thấy. Ăn mấy cái loại hạt này là khát nước dữ. Em đem nước tắm mà gì em. Anh uống gì cho đã khát. Em uống phụ nữa.